Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Teddy Financy, nhận 56 token Ted là bạn chương trình này góp này giao hay. Trước kia mình đã hướng dẫn bạn jackpot G1 và giờ bạn nào đó tham gia dự án rồi thì tiếp tục jackpot G2 luôn bạn. Thì thể tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start jackpot rồi bạn. Rồi bạn lướt tra 77 trừ 45 bằng 36. 38 của bạn. Rồi chat bà có nhiệm vụ follow mình nhưng mà không biết sao. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group kênh seller đi bạn. Mình đã join rồi. Rồi bạn chỉ join ra thôi bạn. Follow Twitter và retweet post. Trên Twitter nó bằng like nè. Các bạn chỉ chẳng tweet tăng vài người bạn đi các bạn. Hoặc có thể các bạn tweet cũng được nữa các bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow minimum nữa. Điều quan trọng nhất là rồi trên minimum thì bạn bỏ qua đi các bạn. Rồi bạn subscribe kênh YouTube và like nữa. Share luôn. Rồi bạn qua video nè bạn. Bạn like video nó nè. Bạn like nè. Bạn chia sẻ nè. Bạn tweet luôn nha bạn. Đang test nè. Rồi sau đó các bạn mới đắp lên. Tiếp tục follow cho Twitter và retweet nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet test lại được các bạn. Các bạn đừng chích vẫn tweet username đó các bạn. Chích vẫn tweet hoài nó phá ác mình đó. Rồi bạn join vào cái group đó nè. Submit đi tên. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email của mình nè bạn. Khi nào nó yêu cầu mình hãy tweet username. Rồi tiếp tục điền username Twitter tới các bạn nè. Submit the medium. Trên medium thì các bạn không được thì bạn bỏ qua bằng bấm skip nha bạn. Rồi, các bạn nếu mà các bạn nào follow được thì các bạn gỡ đường link medium, còn không được thì bấm skip bỏ qua các bạn. Mình lách này luôn. Rồi các bạn bấm set. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link YouTube của mình nha các bạn. Gửi đường link YouTube thì bạn nhấp vào avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn đó các bạn. Các bạn nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ. Sau đó bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên cho bot nè. Sau đó các bạn submit cái link các bạn đã share trên Twitter hồi nãy nha các bạn. Thì bạn mở Twitter các bạn ra nè. Nó mục tiêu của ta. Đây nè. Bạn mở Twitter mình nè. Bạn nhấp vào avatar, bạn nhấp vào hồ sơ nè. Đâu rồi, hồi nãy mình có tao viết cái video nó mà. Phải video này chúng ta mình vào xem lại các bạn. Rồi đúng rồi, các bạn chia sẻ cái video này các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Người cho bot. Mạng lát rồi. Sau đó bạn bấm set nè. Sau đó bạn gửi địa chỉ BNB cho mã trên bet 29 chocolate nha các bạn. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Gửi cho bot nè. Rồi sau đó các bạn join sau ai góp nè. Rồi đã join rồi thì các bạn bấm vào đây nè. Bấm complete ai góp nha các bạn. Ok mình đã nhận được. Bấm balance nè. Ok, mình đã nhận được 56 test nè bạn. Bạn gì lên ghép chia sẻ mẹ và người thân để kiếm cho tôi cặn các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nha.